dịch lập cảnh, MC chặt chém nhất showbiz khiến Dương Mịch tái mặt, Lý Nhược Đồng câm nín. Dịch lập cảnh là cái tên khá xa lạ với khán giả Việt nhưng lại là cơn ác mộng đối với các nghệ sĩ Hoa ngữ. Nữ MC này thường xuyên đưa ra những câu hỏi chặt chém khiến các nghệ sĩ lâm vào thế bí, đôi khi cứng họng không biết phải đáp trả làm sao. Dịch lập cảnh đã vào showbiz gần 20 năm, được người trong nghề đặc biệt danh là ma nữ mặt lạnh. Cô luôn gắn liền với hình ảnh tóc ngắn, cặp kính đen, khuôn mặt không cảm xúc khiến các ngôi sao như ngồi trên đống lửa mỗi khi tham gia chương trình của cô. Đặc biệt là các nghệ sĩ thích nói năng lòng vòng để lảng tránh những vấn đề nhạy cảm, luôn cảm thấy dịch lập cảnh chính là khắc tinh của mình. EQ cao như Dương Mịch vẫn phải xanh mặt. Trong giới giải trí, Dương Mịch nổi tiếng là người có EQ cao, cách ứng xử khéo léo. Thế nhưng cô cũng nhiều lần toát mồ hôi trước những câu hỏi sắc bén của dịch lập cảnh. Nữ MC từng thẳng thắn chất vấn Dương Mịch rằng cô nhận số lượng phim quá nhiều nên khó lòng đảm bảo được chất lượng, diễn xuất của mỹ nhân tam sinh tam thế có nhiều hướng tụt dốc so với thuở mới vào nghề. Các cuộc hôn nhân tan vỡ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng bị dịch lập cảnh đào bới. Nữ MC từng thẳng thừng hỏi, để là một người mẹ tốt thì cần phải ở bên con. Em thấy mình đã dành đủ thời gian bên con chưa? Khiến Dương Mịch xanh mặt, không biết nên đáp trả thế nào cho phải. Trong buổi phỏng vấn này, Dương Mịch tìm đủ mọi cách nói vòng vo nhưng không hiệu quả. Sau một hồi nói năng lộn xộn vì quá căng thẳng, nữ diễn viên đành phải chào thua trước ma nữ mặt lạnh này. Biên kịch đạo nhái Quách Kính Minh câm như hến, dù bình thường biện luận hùng hồn. Quách Kính Minh là nhà văn, nhà biên kịch, thường xuyên dính vào các vụ bê bối đạo văn, ăn cắp chất xám của showbiz. Chính vì vậy, anh trở thành cái gai trong mắt của giới văn đàn xứ Trung. Quách Kính Minh thường xuyên bị hô hào tẩy chay mỗi khi ra tác phẩm mới. Đây cũng là điều cấm kỵ mà nam nhà văn không bao giờ muốn nhắc tới. Thế nhưng trong một buổi phỏng vấn, dịch lập cảnh không thèm vuốt mặt nơi mũi, thẳng thắn hỏi Quách Kính Minh, cậu cảm thấy liệu văn đàn Trung Quốc có mở cửa chào đón mình không? Câu hỏi không chút kiêng nể của nữ MC này khiến Quách Kính Minh, người vốn nổi tiếng với tài biện luận, phải căng thẳng tới mức không ngừng uống nước, cuối cùng tỏ ra vẻ khó chịu, yêu cầu đổi sang câu hỏi khác, khiến Tôn Hồng Lôi nhục nhã vì vết nhơ sự nghiệp. Tôn Hồng Lôi là ảnh đế được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, nam diễn viên có một vết nhơ trong sự nghiệp diễn xuất, đó là bộ phim Chiến Quốc với mức điểm tiêu ban ảm đạm khiến anh xấu hổ tới mức muốn trả lại tiền cát-xê. Thế nhưng dịch lập cảnh chẳng ngày đụng vào nỗi đau của đồng nghiệp với câu hỏi: Tôn Hồng Lợi, một người như anh vì sao lại nhận dự án phim như Chiến Quốc? Có phải vì nhà sản xuất đập tiền mạnh tay quá không? Điều này khiến nam diễn viên vốn nổi tiếng với nụ cười thân thiện cũng phải sượng mặt không dám trả lời. Mỹ nhân không tranh với đời vàng thiến lộ mặt giả dối. Nổi tiếng là mỹ nhân đạm như cúc, Vàng Thiến không tranh đua giành giật với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn với dịch lập cảnh, Vàng Thiến đã có màn lật mặt đầy đau đớn. Thậm chí, nữ diễn viên Tam Quốc Cơ Mật còn bị chỉ trích là kẻ giả dối và lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội. Vàng Thiến chia sẻ mình không muốn nổi tiếng, không tham gia show truyền hình nào trước khi tới chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Ra Sóng. Thế nhưng, người đẹp này lập tức bị dịch lập cảnh bóc mẻ. Em nói em không tham gia show truyền hình, nhưng em đã đến với Vũ Lâm Đại hội rồi mà, lại còn tham gia 2 mùa nữa. Lời nói dối lương lẹo này đã đẩy Vàng Thiến lên đầu sóng ngọt gió, nhận vô số gạch đá từ dư luận. Huỳnh Thánh Y thảm bại với câu hỏi cực gắt. Vụt sáng thành sao nhờ sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y trở thành nữ thần trong lòng không ít khán giả. Thế nhưng, dường như sau khi phản bội Tinh Gia, nữ diễn viên chẳng hề có tác phẩm đáng nhớ nào. Dịch lập cảnh khiến Huỳnh Thánh Y phải muối mặt với 2 câu hỏi cực gắt. Em có tác phẩm tiêu biểu nào không? Thiên Thiên Phối cũng được coi là tác phẩm tiêu biểu của em à. Được biết, bộ phim Thiên Thiên Phối do Huỳnh Thánh Y diễn chính có mức điểm trung bình ở mức thảm hại, không được khán giả đánh giá cao. Ảnh hậu trẻ nhất showbiz Lý Tiểu Lộ muối mặt vì bất tài. Trước khi bị tẩy chay vì scandal ngoại tình, Lý Tiểu Lộ từng là ảnh hậu trẻ nhất của showbiz khi nắm trong tay cúp vàng kim mã khi mới chỉ 17 tuổi. Thế nhưng, thành tích này của Lý Tiểu Lộ vẫn bị dịch lập cảnh soi xét đủ đường. Nữ MC khiến Lý Tiểu Lộ hốt hoảng với câu hỏi, tác phẩm nổi tiếng nhất của em là Thiên Dược từ 17 năm trước. Trong những năm gần đây, em nghĩ lại xem mình đã làm được gì. Không chỉ vậy, dịch lập cảnh còn chỉ thẳng mặt rằng Lý Tiểu Lộ không tập trung vào việc đóng phim, chỉ thích làm màu, thiếu sự chân thành tận tâm với nghề. Nhiều người cho rằng nữ MC đã miêu tả quá đúng về Lý Tiểu Lộ. Sự nghiệp mãi dậm chân tại chỗ, hào quang đều đã lùi xa, Lý Tiểu Lộ giờ đây chỉ được coi là hot girl mạng xã hội. Thiếu nữ Lý Nhược Đồng bị tố đua bám đại gia trung niên. Lý Nhược Đồng được xem là tiểu long nữ kinh điển nhất của màn ảnh, là cả bầu trời ký ức của đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Giờ đây, dù đã ở tuổi 54, người đẹp này vẫn khiến netizen phải trầm trồ khen ngợi với nhan sắc như ăn thịt đường tăng. Thế nhưng, khi tham gia show truyền hình Rusted X, nơi các vị khách mời có thể thoải mái lên tiếng bóc phốt bất cứ ai, dịch lập cảnh nhắm ngay vào Lý Nhược Đồng với câu hỏi cực nhạy cảm. Là một người phụ nữ trung niên, tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao người phụ nữ ở tuổi này cứ phải cố gắng níu kéo vẻ đẹp thiếu nữ? Chị muốn làm thiếu nữ để làm gì? Chẳng lẽ để đu bám những đại gia tuổi trung niên hay sao?